có một chiếc spa nặng mụn 0 đồng mà mấy bạn sinh viên ở làng đại học mê như điếu độ là ở đâu vậy? Tự mình ở Thủ Đức xin chào. Có ai thắc mắc là sao tôi đi nặng mụn hoài không ta? Dạ là vì mụn của tôi như nhỏ bản thân theo suốt cuộc đời vậy á, một trong hai đứa không thể sống thiếu nhau ở kiếp này. Trước Tết thì tôi có qua bên đây để nặng mụn một lần rồi và đã được áp dụng trải nghiệm lần đầu với giá là 0 đồng nên là hôm nay tôi lại ghé lại xin spa để lấy nhanh mụn. Thì có một cái tin sốt dẻo cho mấy bạn là vẫn sẽ có chương trình nặng mụn 0 đồng cho các bạn lần đầu tiên đến khi mà đi từ hai người đó nha. Nên là tôi dẫn thằng em của tôi đến đây để lấy mụn cùng với tôi luôn. Em tôi thì đi lần đầu tiên là được áp dụng chương trình 0 đồng. Còn tôi thì do đây là lần thứ N rồi nên là làm gói nặng mụn cũng chỉ có 90k thôi nè. Cơ mà mọi người yên tâm, giá hạt rẻ nhưng quy trình vẫn cực kỳ đầy đủ và chuyên nghiệp với 8 bước. Ngoài ra thì còn được soi da miễn phí nữa nè mấy bà. Nhìn bên ngoài thì chưa đủ đâu. Soi như này thì tôi mới thấy là bên trong còn nhiều mụn ở li ti lắm nha. Vì có thể coi được từng tầng lớp của da để biết cách chăm sóc da. Đầu tiên sẽ là các bước làm sạch da như là tẩy trang, rửa mặt và xông hơi làm thoáng lỗ chân lông. Xong rồi thì sẽ hút dầu nhờn trên da, sau đó là lấy nhân mụn. Mỗi người là kim nặng riêng nên mọi người yên tâm. Em tôi ít khi đi nặng mụn lắm, nặng ra toàn mụn to không mà. Mà công nhận là có tôi chịu đau kém thôi chứ em tôi nặng quá trời mà cũng nằm im ru nha. Lấy mụn xong thì sẽ là các bước đi điện tím nè, sát khuẩn, đắp mặt nạ làm dịu da và nằm đèn ánh sáng sinh học để phục hồi da nè. Tranh thủ đang có chương trình nặng mụn không đồng, đụng ngay đứa bạn thân qua đây trải nghiệm thử nha mọi người. Bye bye.